Ừ. Con đang đọc cuốn Cẩm Nang Nghiên cứu Thắng Pháp tập 1 do anh Pháp Kiều dịch phần tâm tâm nhãn thức. Có hai tâm đó là tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân và nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân. Tôi cho con hỏi quả bất thiện và quả thiện này là do tiền nghiệp phải không? Quý vị thấy cái chữ quả không? Quý vị thấy cái chữ quả không? À, thì đương nhiên ấy, quả là kết quả của nhân, quả là kết quả của nhân, cái nhân ấy đương nhiên thì nó đương nhiên là nó phải là cái tiền nghiệp. Nhưng mà như vậy, có những cái nghiệp nó trổ ngay trong kiếp hiện tại, có những cái nghiệp nó trổ trong cái kiếp trong kiếp sau, có những cái nghiệp nó sẽ trổ ngay trong nhiều kiếp sau nữa. À, như sư đưa ra cái ví dụ hồi nãy đó, tức là khi mà sư gặp một cái vấn đề gì đó thì sư thường có thói quen là gần nhất mình có làm cái nghiệp gì tương ứng hay không, tức là mình có tạo cái nhân gì tương ứng hay không mà mình phải chịu cái quả này. Thì rõ ràng nó là cái, đương nhiên là cái nó chủ quan, tại vì sư không có thần thông, nhưng mà theo cái cách chủ quan đó đó thì tức là nó có những cái nhân mà nó sẽ chỗ chỗ trong cái kiếp hiện tại, thì đó là quả đó. Đó là quả. Thành ra mà quý vị nói là tiền nghiệp, cái tiền nghiệp nên hiểu là cái nghiệp trước đó có thể là cái nghiệp trước đó vài năm, có thể là cái nghiệp trước đó vài ngày, có thể trước đó vài giờ, hoặc thậm chí trước đó vài giây. Mà theo A Tỳ Đàm ấy, chỉ cần trước đó vài sát na thì nó đã trở thành là trước đó rồi, đã trở thành tiền nghiệp rồi. Thành ra cái tiền nghiệp này đó là nó có thể là do từ nhiều, nhiều kiếp trước, nhưng cũng có thể là ngay vừa rồi cách đây chỉ vài sát na tâm thôi thì nó đã là tiền nghiệp rồi.